Người đàn ông chuẩn bị rời đi sau khi đi tiểu, lại bị thu hút bởi một tia sáng cách đó không xa, dường như có một cái gì đó bị chôn vùi trong sa mạc. Người đàn ông dùng tay lau đi bụi đất và tìm thấy một miếng vàng. Anh quay lại nhìn người bạn đồng hành cách đó không xa. Sau một hồi do dự, anh vẫn gọi anh ta qua. Này nhìn này, cả hai đều biết vàng thật không sợ lừa. Nếu khi nung không chuyển sang màu đen thì là vàng thật. Người bạn đồng hành lấy bật lửa đốt vàng một lúc, thấy vàng không đổi màu, hai người họ khẳng định đó là vàng thật. Sau đó lấy sẻng ra và đào. Họ muốn đào vàng, nhưng sau khi đào một lúc rất lâu cũng không thể đào tới đáy. Dường như có một ngọn núi vàng bị chôn vùi bên dưới. Cả hai cố gắng hết sức để cùng nhau kéo tảng vàng lên, nhưng nó không nhúc nhích. Không ngờ kích thước của tảng vàng nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Họ buộc tảng vàng bằng dây thừng và lấy xe kéo nó, nhưng dây thừng cũng bị đứt và tảng vàng vẫn không nhúc nhích. Cả hai vẫn muốn thử lại, nhưng kết quả vẫn vậy. Họ tức giận đến mức chửi thề. Cả hai đành phải tiếp tục đào xuống. Chẳng mấy chốc trời đã sắp tối. Họ phải thu thập một ít củi khô trước khi mặt trời lặn, bởi vì có rất nhiều linh cẩu quanh đây. Nghĩ rằng mình sắp làm giàu to, cả hai hào hứng nhảy múa quanh đống lửa. Nhưng làm thế nào để lấy số vàng này ra lại là một vấn đề khác. Người bạn đồng hành gợi ý rằng phải có một người đến thị trấn để mượn máy xúc, người còn lại ở lại để bảo vệ vàng. Theo cách này sẽ mất ít nhất 5 ngày để đi và về. Người bạn đồng hành nói rằng anh ta có kinh nghiệm phong phú trong việc sinh tồn trên sa mạc, anh ta sẽ ở lại để giữ vàng. Người đàn ông không vui trước lợi ích to lớn đó. Anh không còn tin tưởng người bạn đồng hành trước mặt mình nữa. Người đàn ông muốn ở lại và giữ vàng, nên đã thỏa hiệp với bạn của mình. Ngày hôm sau hai người họ phân chia thức ăn và nước uống với nhau. Người bạn đồng hành vì phải làm mát động cơ, nên cần rất nhiều nước. Sau đó còn đưa cho người đàn ông một chiếc điện thoại vệ tinh, để có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Trước khi đi còn không quên dặn người đàn ông đợi anh ta quay lại. Sau khi người bạn đồng hành rời đi, người đàn ông đội mũ lên, dùng các dấu vàng, sau đó dựng một chiếc lều đơn giản bằng cành cây. Anh rút điện thoại vệ tinh ra và thử. May mắn thay, ở nơi hoang dã này vẫn có tín hiệu. Đêm đó, người đàn ông đốt lửa và cẩn thận ăn một chút đồ đóng hộp, bởi vì anh sẽ phải tồn tại nhiều ngày với những hộp đồ ăn này. Ngày hôm sau khi người đàn ông ra ngoài kiếm củi khô, lại thấy thứ gì đó phát sáng cách đó không xa. Anh vội vàng tiến đến. Khi kiểm tra kỹ hơn thì ra đó là một mảnh vỡ máy bay. Có thể sử dụng nó làm lều rất tốt, vì nó có thể chặn cả ánh nắng mặt trời thiêu đốt, gió và cát. Điều duy nhất phải bận tâm chính là ở đây không thể nhìn thấy vàng, khiến cho người đàn ông cảm thấy khá khó chịu. Vì vậy anh đã tháo rời các bộ phận của chiếc máy bay ra và kéo chúng trở lại bãi vàng. Mặt trời ở sa mạc rất nóng, người đàn ông đi bên ngoài như thế này đã khiến da bị cháy nắng nghiêm trọng. Anh sử dụng những bộ phận này để dựng một chiếc lều đơn giản xung quanh cái cây đã chết. Nhìn thấy bãi vàng cách đó không xa qua cửa sổ, khiến cho anh rất thoải mái và chìm vào giấc ngủ thật bình yên. Nắng dọi vào trán qua khe hở. Khi anh thức dậy, đã có một lớp mụn nước nổi trên trán. Cơ thể anh bị mất nước nghiêm trọng, nhưng anh không thể quan tâm đến những việc như vậy nữa. Sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn, anh đi đến chỗ bãi vàng và ngồi xuống. Nhìn tảng vàng trước mặt, cuối cùng anh cũng không chịu nổi nữa. Người đàn ông liền đến chỗ tảng vàng, dùng hòn đá gõ mạnh để tách một phần của tảng vàng ra. Một khối vàng lớn như vậy đủ để anh sống thoải mái đến hết đời rồi. Khi anh chuẩn bị rời đi, điện thoại vệ tinh đột nhiên reo la. Đó là từ người bạn đồng hành của anh. Người bạn đồng hành nói rằng anh ta gặp một chút rắc rối trên đường đi, chắc phải đợi vài ngày nữa mới về được. Người đàn ông nói rằng anh đã lấy được một khối vàng rồi, anh muốn rời khỏi đây. Nhưng người bạn đồng hành của anh đã bảo anh nếu tiếp tục kiên trì thì tất cả núi vàng ở đó đều thuộc về họ. Người đàn ông đành nghe theo lời khuyên của bạn mình mà ở lại đây. Đêm đó người đàn ông đốt củi khô lên, nhưng vẫn nghe thấy tiếng linh cẩu xung quanh mình, sợ hãi cầm ngọn đuốc dọa chúng. Ngày hôm sau khi người đàn ông thức dậy, khuôn mặt đã bị cháy nắng nghiêm trọng, thức ăn cũng đã gần hết. Đúng lúc đói thì thấy một con rắn dưới đất. Người đàn ông chộp lấy con dao và định bắt nó, nhưng lại vụt mất nó và còn làm đổ một ít nước còn lại. Người đàn ông đã tuyệt vọng lại càng trở nên tuyệt vọng hơn. Ngày hôm sau anh lại đến chỗ đống đổ nát, muốn tháo rời một số bộ phận ra rồi mang nó về. Đột nhiên anh thấy một người phụ nữ đang đi bộ cách đó không xa. Người đàn ông sợ hãi vội chui vào trong máy bay và giấu vàng dưới lớp quần áo, nhưng người phụ nữ vẫn tìm thấy anh. Người phụ nữ hỏi anh đang làm gì ở đây. Người đàn ông nói dối mình là người nhặt rác, nhưng người phụ nữ không tin, bởi cô không tin lại có người đến một nơi quái quỷ như vậy để nhặt rác. Sau một lúc nói chuyện, người phụ nữ phát hiện ra anh đang che giấu điều gì đó, lần mò theo và tìm thấy chiếc lều người đàn ông đã dựng. Người phụ nữ đi vòng quanh trại, nhìn vào vẻ mặt lo lắng của người đàn ông. Người phụ nữ càng tin rằng anh đang che giấu điều gì đó. Tôi đoán là anh đến đây với ai đó và lập kế hoạch gì đó. Thấy người phụ nữ sắp phát hiện số vàng mình đang giấu, người đàn ông cầm sẻng tiễn người phụ nữ về miền cực lạc để giữ lấy vàng. Mạng sống con người đã trở nên vô giá trị trước mặt anh. Sau đó người đàn ông đã đào một lỗ chôn xác người phụ nữ, nhưng mùi máu từ xác chết vẫn thu hút đàn linh cẩu. Chúng đào xác chết lên, người đàn ông cầm sẻng xua đuổi bầy linh cẩu để tránh rắc rối về sau. Người đàn ông tìm đống củi khô lớn rồi đốt xác. Sáng hôm sau, người bạn đồng hành của anh ta gọi. Người đàn ông vội vàng hỏi người bạn đồng hành của mình còn bao lâu mới đến nơi, nhưng người bạn đồng hành của anh nói rằng phải đợi thêm 2 ngày nữa và bảo người đàn ông lạc quan lên vì số vàng đó và cố gắng chờ anh ta trở lại. Anh ta sẽ cố gắng trở về sớm nhất có thể. Lúc này, người đàn ông chú ý đến một chiếc ô tô đang tiến đến cách đó không xa, muốn tiến lên và yêu cầu giúp đỡ, nhưng lại sợ mất tảng vàng trước mặt. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng,
Cuối cùng tất cả những gì anh có thể làm là nhìn chiếc xe rời đi, nhưng không ngờ là mình sẽ sớm phải trả giá cho sự lựa chọn của mình. Ngày hôm sau khi anh đi nhặt củi, chợt thấy bão cát cách đó không xa. Người đàn ông nhanh chóng chạy về lều, nhưng căn lều mỏng manh này không chống chọi được với bão cát, mảnh tôn ngay lập tức bị hất bay lên trời, không thể ở trong lều được nữa. Người đàn ông đã phải chạy để giữ lấy mạng của mình. Vừa mới rời khỏi lều đã bị gió lớn phá hủy, còn người đàn ông thì bị cái cây khô đè bất tỉnh khi chưa kịp bước được vài bước. Khi anh tỉnh dậy, cảm thấy bụng rất đau, hóa ra là anh bị cành cây đâm thủng bụng. Mặc kệ cơn đau, anh vội đi tìm số vàng kia. Cuối cùng anh tìm thấy nó trong một đống cát. Khoảnh khắc chạm được vào tảng vàng cuối cùng, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn, người đàn ông kéo ra cành cây để cầm máu. Anh đã đốt lửa lên, hơ nóng nắp lon, rồi ân trực tiếp lên bụng để cầm máu. Người đàn ông ngất xỉu vì cơn đau dữ dội. Khi tỉnh dậy một lần nữa, anh bỗng giật mình. Vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy một người phụ nữ cầm cung và mũi tên chĩa về phía mình. Đây không phải là người phụ nữ mà anh đã giết bằng sẻng sao? Tại sao cô lại đứng ở đây? Không thể biết được đó là mơ hay thật, mà anh đã thấy người phụ nữ anh giết sống lại. Trong mắt vẫn còn lửa và khói đen, có vẻ như cô đến để trả thù. Sau khi tỉnh dậy hoàn toàn, cuối cùng anh cũng nhận được cuộc gọi từ người bạn đồng hành của mình. Người đàn ông moi điện thoại ra bà trả lời. Người bạn đồng hành nói rằng anh ta sẽ đến nơi sớm thôi nên anh phải cố gắng giữ vàng. Người đàn ông nhìn xung quanh và không thấy người phụ nữ vừa rồi. Có vẻ như những gì mà anh ấy vừa rồi là ảo giác. Nhưng anh vẫn lo lắng, bò đến chỗ tảng vàng và chôn tảng vàng lại. Chợt có một người phụ nữ đi tới. Người đàn ông quá sợ hãi để có thể di chuyển. Đây không phải là người phụ nữ bị mình giết chết sao? Ngay cả xác chết cũng đã được hỏa táng rồi. Nhìn thấy người đàn ông yếu ớt như thế, người phụ nữ tốt bụng nói với anh ta có một vũng nước ở phía trước, cô có thể đưa anh đến đó. Lúc này người đàn ông đã bị mù quáng vì số vàng nên đã lớn tiếng đuổi cô đi. Người phụ nữ hỏi anh thêm một việc nữa, xem anh có gặp em gái của cô không. Hóa ra người này là chị gái của người phụ nữ kia. May mắn là thi thể đã được hỏa táng rồi, bây giờ thậm chí còn không thể tìm thấy xương. Không còn cách nào, người phụ nữ đành phải rời đi. Không biết đã bao lâu trôi qua, người đàn ông tỉnh lại sau cơn hôn mê, nhìn thấy đống lửa ở gần đó. Điều này chắc là người phụ nữ vừa rồi làm để xua đuổi linh cẩu, nhưng giờ thì gần như sắp cháy hết rồi. Người đàn ông lo lắng gọi điện thoại cho người bạn đồng hành của mình. Anh ta nói rằng anh ta sắp đến rồi, bảo người đàn ông hãy cầm cự thêm một chút nữa. Điều đáng sợ là đàn linh cẩu đã bao vây. Nhìn thấy con người này bất lực như vậy, lần này chúng sẽ không rời đi dễ dàng đâu. Đàn linh cẩu tấn công nhử vài lần, thấy rằng người đàn ông không phải là một mối đe dọa, chúng liền lao vào. Trước khi chết anh vẫn nhìn chằm chằm vào đống vàng, và cách đó không xa, người bạn đồng hành của anh quan sát tất cả sự việc bằng ống nhòm, nhìn thức ăn thừa trên nền đất. Anh ta có thể đã ở đây nhiều ngày, chỉ là anh ta muốn độc chiếm số vàng sau khi người đàn ông chết. Thấy người đàn ông đã chết, người bạn đồng hành nhanh chóng lái xe và kéo máy xúc đến. Ngay khi anh ta tháo găng tay ra để bắt đầu đào vàng lên, thình lình có một mũi tên nhọn găm trúng ngực. Bộ phim kết thúc tại đây và không cho chúng ta biết ai đã bắn mũi tên đó. Có lẽ đó là sự trừng phạt của ông trời. Tục ngữ có câu tham thì thâm, vì quá tham lam mà họ đã nhận kết cục như thế.